Tập 19. Hôm nay tôi muốn tuyên bố một chuyện quan trọng. Chuyện gì mà nghiêm chỉnh vậy? Tôi thoát ế rồi. Vậy bạn gái của anh là ai? Bạn gái của anh ấy tất nhiên là tôi rồi. Trời ạ, anh nhớ được đấy. Yêu tinh ngàn năm cũng bị anh thu phục rồi. Cậu nói ai là yêu tinh ngàn năm? Hay là thế này, tối nay chúng ta tới nhà quý thời cùng nhau chúc mừng đi. Được đó. Phải nói trước tôi không đi đâu. Bốn người có đôi có cặp, tôi đi làm gì? Anh đừng nói tôi không mời anh nhé. Trong công viên có con gì? Sư tử, chuột, kiến, voi, khỉ. Các anh thua em và chị Tâm thì phải chịu phạt đó. Phạt gì? Lúc nãy đâu có nói. Em và chị Tâm sẽ nghĩ vài tên món ăn. Các anh đã có sẵn nguyên liệu, nấu những thứ này lên, thế nào? Được đấy. Không vấn đề. Tôi nói trước. Non sông nước biếc, đường hề tương ngộ. Đến em. Thanh xuân giữa hạ, ký ức độc quyền. Trù tượng như vậy thì nấu thế nào? Còn chưa nấu đã tự giả rồi à? Nấu nào. Đi thôi. Lên món đây. Nào. Thơm thật. Ngửi mùi thôi đã khiến tâm trạng tốt lên rồi. Khiến em nhớ lại lần đầu ăn món mạnh nấu. Món này là đậu hũ hải sản nhà làm. Dùng một miếng đậu hũ, thêm nhân thịt đem hấp chín, rồi trang trí thành hình một ngọn núi. Cuối cùng rưới thêm nước canh. Ngụ ý là non sông nước biếc. Món này là khoai môn kéo sợi. Nước đường của sợi mạch nha là đường và hề. Khoai môn tức là tương ngộ. Món thanh xuân giữa hạ này là dùng rau củ theo mùa trộn chung với nhau. Nước sốt là dùng dầu mù tạt và nước cốt chanh. Mùi vị sẽ thanh mát một chút. Món ký ức độc quyền này hai chúng tôi đã bàn rất lâu. Cuối cùng quyết định làm món cua hấp trứng. Cua hấp trứng. Em biết rồi. Là tách biệt bộ đôi cua hấp cam và cơm bọc trứng. Có đúng không? Em có thể ăn thử không? Nào, mọi người cùng ăn đi. Ăn nào, ăn nào. Tối nay sao đẹp thật. Phải rồi, sáng mai muốn đem theo cơm hộp gì? Sáng mai chúng ta dậy sớm một chút, cùng nhau đi ăn sáng đi. Hôm nay vất vả cho anh rồi. Không vất vả. Trên người anh có mùi. Không có. Em không chê anh đâu. Thật sao? Hãy
Điện thoại của ai thế? Hình như là của em. Là tổng biên, để một chút. Tổng biên. Cái gì? Xin phép ra nước ngoài của tôi giờ lên sớm sao? Cảm ơn tổng biên. Phải đi nhanh vậy sao? Được, tôi biết rồi. Cảm ơn tổng biên. Nào, Tiểu Hề, uống chút nước đi. Tổng biên vừa mới nói xin phép ra nước ngoài của em đã thông qua rồi. Đó là chuyện tốt mà. Nhưng mà đi đi. Vậy em đi nhé. Bye bye. Phim được thuyết minh bởi Bango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Anh à, bưu phẩm đến rồi. Chào anh. Bưu phẩm, xin hãy ký nhận. Được rồi, cảm ơn. Tô Tiểu Hề, nhiệm vụ trong thời gian thực tập hoàn thành rất tốt. Tôi hy vọng sau khi cô đến Pháp, không quên chí hướng, biểu hiện cho tốt. Tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn tổng biên. Đợi anh một chút. Quả thật rất ngon. Anh tiếp quản sơ thực ký thời gian lâu như vậy, món ăn làm ngon nhất chính là món này. Mau ăn đi. Phải thưởng thức đồ ăn lúc mùi vị màu sắc của nó ngon nhất mới là sự tôn trọng lớn nhất đối với đồ ăn.
Hai hộp này đều là thuốc say xe. Lên máy bay như uống đấy. Còn có dầu hoa đỏ. Lỡ như ngã bị thương thì dùng giải thấm bôi lên, bôi từ từ sẽ không đau. Anh mua cho em một số vitamin, mỗi ngày một viên, uống sau khi ăn. Nhất định phải uống đó. Còn cái này, em không biết tiếng Pháp, cầm cái này dùng lúc cấp thiết. Lỡ như không giao tiếp được thì em hãy lấy nó ra. Còn số tương này chắc là sẽ nặng. Cái này là tương thịt bò, cái này là tương cay. Đồ ăn bên đó chưa chắc đã ngon. Em mang nó theo trộn cơm ăn, nhất định không được để đói. Còn có túi vệ sinh cá nhân. Anh mua một số đồ ăn vặt cho em, đều là những thứ trước đây em thích. Bình thường ăn ít thôi, nếu thấy không ngon miệng thì ăn ít thôi. Khoai lát. Còn cái này, bên đó có rất nhiều muỗi, em nhớ xịt cái này, đừng để muỗi cắn. Băng cá nhân. Còn có cái gì nữa? Được rồi, cũng không phải là không về nữa. Chúng ta có thể gọi video call mà. Cho dù gặp phải chuyện gì, em phải gọi cho anh trước tiên. Mỗi ngày đều phải gọi. Nếu không được nữa thì anh qua đó kiếm em. Xa quá. Nhanh thôi, đi sớm về sớm. Em đi Pháp có dự định gì chưa? Em đã lên kế hoạch từ sớm rồi. Ngoài đào tạo chuyên sâu ra, em sẽ tiếp tục phát triển tài khoản dưa hấu của em. Sau đó thưởng thức mỹ thuật ở các nơi. Cũng phải giới thiệu mỹ thuật của Trung Quốc ra thế giới. Dưa hấu cuối cùng lớn rồi, nhưng em vẫn là dưa hấu của anh. Đợi anh tìm thấy Quý Sơ rồi, anh sẽ đến Pháp tìm em. Vậy chúng ta nhất định phải gọi video mỗi ngày, còn cùng nhau ăn cơm. Còn có chị Tâm và anh Nhất, Tiểu Phương và Trung Mân, anh phải kể em nghe về họ được không? Nhất định rồi. Em sẽ nhớ mọi người lắm. Mọi người cũng nhớ em. Còn nữa, khi anh ở một mình, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Nhất định không được quá áp lực. Được. Còn nữa, em nhất định phải chăm sóc tốt bản thân. Biết không? Yên tâm đi. Anh bây giờ cũng bình phục tương đối rồi. Nhân cơ hội này còn qua anh du lịch một vòng. Một thời gian nữa quay lại anh để tái khám nữa thôi. Chắc không có vấn đề gì, không cần lo lắng đâu. Anh à, sao không nói sớm với em? Anh sao nói với em được chứ? Tính cách của em không phải anh không biết. Nói với em rồi, sơ thực ký ai sẽ tiếp quản đây? Quý Trù, chúng ta là bạn bao năm, cả em anh cũng không nói sao? Cái đài phát thanh như cậu thôi bỏ đi. Được rồi, đùa thôi. Không phải em trai tôi còn đợi cậu chiếu cố sao? Anh, quên giới thiệu với anh. Tô Tiểu Hề là bạn gái của em.
Vậy sao? Chào em Tiểu Hề. Chào anh. Sắp xếp đúng là không tệ. Anh không từ mà biệt như vậy. Không sợ em làm sập tiệm của anh sao? Anh nhìn em lớn lên từ nhỏ, tin rằng em nhất định làm tốt. Anh à, mấy ngày tới anh có dự định gì? Ngày mai đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra thì không còn chuyện gì nữa rồi. Vừa hay em đi với anh. Không cần. Ý anh là để Văn Tình đi cùng anh là được rồi. Em ở nhà chuẩn bị cho anh. Anh đang chờ về để ăn bữa cơm em nấu đây. Anh còn chuyện gì muốn nói với em không? Phải rồi. Bạn gái nhỏ vừa nãy của em, sao trước đây chưa từng thấy em nhắc qua với anh? Anh nói Tiểu Hề sao? Thật ra anh và Tiểu Hề trước đây từng gặp nhau một lần rồi. Anh có nhớ nhiều năm trước anh từng làm trứng cuộn cơm cho một cô bé lạc đường không? Anh nhớ rồi. Bye bye. Quá ra là cô bé ấy. Hai đứa đúng là có duyên. Sinh mệnh chính là như vậy, kỳ diệu tuyệt vời. Quý sơ, tại sao anh ấy ho liên tục vậy? Mấy ngày sau, anh có dự định gì? Ngày mai đi bệnh viện lấy kết quả kiểm tra thì không còn chuyện gì nữa rồi. Vừa hay em đi với anh nhé. Không cần. Ý anh là để Văn Tịnh đi cùng anh là được rồi. Xin chào. Cho hỏi quý sơ ở phòng nào? Ở phòng số 7. Phòng số 7. Chị Văn Tịnh, chúng ta đều là người một nhà. Em thấy chị có thể nói sự thật cho em. Em đã không phải là đứa trẻ khi xưa nữa. Quý sơ là người thân duy nhất của em. Chúng em có thể gánh vác tất cả hậu quả. Bệnh máu trắng của anh ấy rất nguy hiểm. Lúc mới phát hiện, chưa kịp hóa trị, bệnh đã trực tiếp đến giai đoạn cấp tính. Lúc đầu không từ mà biệt cũng là ý của quý sơ. Anh ấy thà rằng để em giận anh ấy, cũng không muốn để em lo lắng. Lần này trở về, chắc anh ấy cảm thấy bản thân muốn gặp em lần cuối. Vậy còn có cách nào khác không? Thật ra bệnh viện Hoàng gia Anh Quốc Mặt Đen có một liệu pháp hiệu quả. Còn thiếu bao nhiêu tiền? Em không cần lo lắng, chị sẽ nghĩ cách. Chị Văn Tịnh, chị mau chóng lên lịch cho anh trai em đi anh đi. Còn lại giao cho em.